Đó, cả nhà bây giờ là giờ nghỉ trưa tại gánh hát Lô Tô Hương Nam, thì các chị em Lô Tô Hương Nam ghé vô quầy Jesse Cà Thơi để ủng hộ nè cả nhà. Đèo quá con lọt ghế má ơi. Rồi. Tổ quá trời. Rồi thẳng lên. Thấy không? Cô tiên đó hả? Ở đây đó hả? Rồi chứ nói hai một lẹo đúng không bà nội. Đi đi má. Cô tiên hoài bà nội. Đi cô tiên đi. Cô tiên hoài vậy. Vô chụp mình chụp ba đem mình chụp nè. Ủa chứ xuống đi ba. Ba xin chụp. Rồi. Ở đây cô đi kiếm cô tiên đó hả? Trời. Kiếm cô tiên đi má. Tiên hoài vậy trời. Nay rảnh nè, thứ hai nè. Ăn gì hả? Em ăn rồi, giờ mới được cái lì xì nè, 4 tỷ 1. Được rồi, mình cười lên nha, mình vui vẻ, mình cười tươi lên nha. Qua đây đây, chụp xong qua đây lấy tiền lọc nè chị ơi, 10.000 nè. Qua đây nè chị. Lấy tiền lọc nè chị. Dù mi đang ép thông nè, qua đây mình chụp hình xong qua lấy tiền lọc. Chịu lấy luôn. Gì má? Mày ép thông là gì vậy trời? Mới ép thông đó má. Đứng xa nha. Trời ơi, bà đi ra đi má ơi má. Trời ơi, không gì mà nổi một lẹo vô mắt đó trời ơi là trời. Để chị tin rồi. Rồi, chụp đi. Chụp cho ảnh đi chị, mình cười tươi lên. Đây nè, chào. Cô Tiên Nam Bin. Lộn hết trơn. Trời, không có dính tên ai trên này trời. Không có thấm trúng gì luôn. Rồi, ở đó này nè, cũng ngon nè, kiểu đi. Rồi, nhìn cái mồi vậy đó. Nhìn cái mồi. Đó mọi người thì bữa nay bán có ở ngoài thôi hả? Mấy anh chị mình có vào khu vực Đầm Sen Square thì ghé gian hàng của bao nhiêu ủng hộ cũng như gian hàng của mấy chị em nha. Quán ăn chị Hai bữa nay đóng cửa hả? Thứ hai không ai bán hết trơn á má. Có tôi mà cà rồi đó. Còn mấy má kia là ngồi điếm để chơi gì đó. Trời ơi. Le que. Tại vì với lại bữa nay trời mưa đó cho nên anh chị mình có thương thì ra ủng hộ nha. Đó, thì tối nay nè. Mượn 2 triệu. Hai đứa đi gặp bà Tiên nữa. Mượn 2 triệu. Tiền chứ rồi cho má. Thôi giờ đưa liền đi má ơi. Chứ sao? Để đây. Chứ không có đưa con tùy. Quang. Quang, Mạnh, Thành, hả? Quốc, Đảo mình ra chào. Đúng rồi nè, đây đúng rồi nè. Cái gì? Tên gì em biết đâu nè. Tên gì quên rồi. Thuận không? Thuận. Ờ đúng rồi. Đúng rồi đó. 28 tuổi phải không? Hả? 20, 30. 30 ở thép má 30 bà nội. Ăn cho đây cho cái nhỏ kìa. Đây nè. Nghe là cha. Nội. Ngồi đây nè, ngồi đây mới nè. Ngồi đây, ngồi đây. Cái chi đồ tôi vậy ạ? Còn 2 triệu của anh chấm tiền trọ. Anh lấy mượn em lại cho anh kia. Ủa trời ơi, mượn gì mà. Dễ thế. Anh nói ôm tôi nè bà. Hình chị duyên em hoài thấy không? Thôi gõ gà lắm ai tôi. Chọn trước, chọn trước. Anh đi lại tôi. Ờ đó, vậy không đó. Trời ơi, về nó quýnh cái giá, nó quýnh đâu con mắt. Trời ơi, ôm trai nha. Lưu ý nha, trả 10 ngàn là thiếu 40. Anh chụp má.
con này bởi vì thật sự nó không có nghe ba chốt sáng nó trả 10 ngàn thôi. Bánh tráng hả? Bánh tráng hả? Uống một hốt. Trời ơi. Tháng trời 50 ngàn chưa trả. Trời ơi, rồi đúng rồi, công ty nói gì đúng rồi má ơi, con vô mày. Tháng trời chưa trả. Chùa vậy đó má, giật luôn vậy đó má. Chị chị cho tao thấy. Trời ơi, đó vừa lắm. Mua hao trả tiền đồng vàng à. Ai cho 30 quên rồi. Ai cho 30 nào quên rồi. Đó mọi người, thật sự thì bữa nay trời mưa. Không khí nó cũng có hơi buồn tí xíu. Hôm nay hát dễ luôn hả? Mưa tạnh mưa mới hát. Hôm nay mưa 8 giờ mới tạnh. 8 giờ mới tạnh. Cho nên là mọi người mới xuống có 2-3 vòng là nhiều. Mưa luôn. Hiện tại thì anh chị em của nó với Tương Nam đã được xin xô mời đi ăn ủng hộ các anh chị ở hàng tiểu thương. Thì tí xíu nữa mọi người có đi xin lỗi, sau clip này mọi người có đến với Đầm Sen Square thì giáo ủng hộ cho nhiều anh chị tiểu thương nha. Mọi người mua cái bánh nước gì cũng được, ăn uống mọi người nào có cái gian hàng mà để cái hình bưng cái ấy đó. Thì gì đó thì chưa nói mà ngộ quá là mọi người ghé qua cho phim gì ông nội. Mọi người ủng hộ cho mấy chị em tiểu thương nha, cá viên chiên nè, mì xào chế trộn, bé ba bánh rán rồi ô đầy đủ các món thức ăn. Chị hai Kim Biên nè, bộ với in chị hai Kim Biên luôn kìa má, bảo tự với in thì dữ trời. Bà thấy ông Tâm ông in của tôi không, qua bữa sau là bảo in kìa má, bên chị hai Kim Biên luôn được không đó. Ê chị cà phải có món cá ngon mà bữa nay không bán hả, có đầu cá rồi đúng không? Ngon. Mọi người ơi, nhớ ra đây nhớ ghé ăn, các chị ủng hộ em nha quý vị nha. Nó đúng ăn cá viên chiên nha bạn. Đúng rồi đó, anh thèm lắm, uống cá anh thèm lắm thật sự. Cái chỗ này sẽ rất đẹp ha. Bữa nhớ đi về đi núi đó, em kiếm uống cá em ăn. Dạ. Mấy ngày đi đâu nè? Em đi quay cái gì nè? Anh kiếm quệ. Ồ, tội nghiệp ghê ha, tự nhiên nghe tin cái. Ê, có lộ lộ hoài. Đúng rồi, thì nói chung là nghệ sĩ thì đi diễn hết đó anh. Đó, bữa đó đây mới nói một ngày trước, mới nói chừng tuần trước mời cô Thanh Kim Huệ hát điện nghe mai. Mọi người ơi, ghé chơi nha mọi người ơi, Đầm Sen Que rất là buồn nha quý vị nha. Dạ buồn dữ lắm, tại vì dạo này khách vắng mưa chán dễ sợ mà ngày bán nguyên mâm luôn kìa. Ủa ngày nói em bán lời dữ lắm hôm nay. Ủa nguyên mâm rồi, nguyên rồi bán rồi anh. Ủa rồi gì cơ, cũng mới bán tia laser cái này phải không, mới xanh xanh vậy. Đêm đi bán, bữa giờ trả tiền đưa mua bên bàn học xong tôi không qua là mua đưa qua tao mà bán ok tao mà bán ok. Chị Ngọc Trần đó mọi người có qua chiệt gâu, chiệt lông nách, chiệt lông chân gì đó, qua cho Ngọc Trần, Facebook Ngọc Trần nha mọi người. Chị có cái em mẹ làm của Bội Nhi nha, đó làm biến đây qua lần chứ không không mà thật sự chuyện hết lắm tôi danh nè. Thôi bây giờ em đi ăn nha mọi người nha, đi ăn rồi đi ăn đi lẹ lên đi. Đấy, cơm cơm quậy tôi cháu lú tên Mai Quang Sang kìa. Tôi cháu lú có tên đàng hoàng đó. Ăn đi đầu thai đi má. Chán ghê. Buồn chẳng thèm nói luôn á trời, thiệt á. Giờ làm sao cho vui đi. Đi nhậu. Đi nhậu đi. Đã giờ lên. Tối nay em bao anh đi. Tụi nước này có phèn cái gì là chua. Chua quá. Được, nó có phèn mà chua quá. Nghĩ sao ngủ người ta đi nhậu, quay YouTube kiếm view mà bắt tôi bao. Thánh đòn ơi là trời, bây giờ ông với ông mọi người xe ra. Bây giờ anh đâu có được tiền đâu. Bữa giờ em đi mời ăn cũng rất là nhiều, thế mời toàn là chỗ sang trọng cũng có, chỗ gì cũng có. Mấy bữa trước mà ở bên kia đó, tháng anh trên 100 triệu Trời ơi, bây giờ không có còn 100 triệu, giờ còn có 2 triệu đi nhậu thôi mà giờ không có 2 triệu nhậu nữa là sao? 2 triệu không có rồi, 100 triệu là sao? Không có cha. Giờ 2 triệu đi nhậu vui vẻ được, nói chuyện tiếng không được, ok, cúp máy tắt điện thoại, ok, bập. Thuê bao nhiêu khách thì gọi thì không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng nạp thêm 2 triệu nhậu sao? Bao nhiêu để không? Đi đâu? Điện. Điện gì má? Tìm gì má? Dạ, không có hả? Cái gì? Cầm cái mặt. Cái này mất dạng. Không có thiệt mà. Không. Thiệt. Thôi má, để mất dạng. Tao nói thiệt không tin ha. Ngày mai tao đi đường có đối thừa, tại sao tao nói mà không ngủ. Không, má không có thiệt. Thiệt. Ủa, người ta bé Tư đó phải không? Ủa. Không đi đi má ơi. Tại vì... Không có đi không? Cái gì? Có đi không? Đi cái gì trời? Nó có mời mà không bà nội. Không. Đâu thấy nhắn tin đâu. Mà tưởng nó chơi mà đi với em nha. Ra mắt phim, cỡ 1 giờ. Mà bà có đóng không? Không đi ơi. Ông đóng rồi quay chi dữ vậy má, để khách mời đó mà đi quay dữ vậy. Trời ơi. Rảnh dữ lắm, dạo này đi ra chùa hoài rồi trời. Phim của người ta nào có mình vô đi. Mày thôi má. Để
thùng đi. Có đi không? Không. Dạ đi mọi nhà. Được thôi. Không có mình mà tự nhiên mời đi tới với ra mắt mà còn đi kéo vô. Đi đi ăn bao cà phê. Đi gần thế mạng á, đi thế mạng á đi. Thôi.